Xin chào cả nhà nhé. Thì bây giờ thì Nga đang ở hội Hoa Xuân, công viên Tao Đàn nhé. Thì là bây giờ khu cổng này thì phải mua vé nhé. Và một vé là 30.000 và trẻ em dưới 1m2 là được miễn phí nhé cả nhà. Rồi cả nhà thấy không? Hội Hoa Xuân này. Đây. Bây giờ thì có rất là đông những cái quan khách hay là những người dân đến đây để tham quan nhé và du xuân nha cả nhà. Rồi bây giờ thì cả nhà hãy cùng theo chân Nga để mình cùng khám phá công viên Tao Đàn này nó có những gì nha và có gì đẹp không nha. Thôi cả nhà. Rồi. Mới vào cổng thì mình có thể thấy là có một cái hồ bơi và một cái khu vui chơi trẻ em ở đây. Wow. Đây. Ồ, trong này rất là nhiều loại hoa khoe sắc màu nhé. Rồi đây có rất là nhiều cột vào này, cả nhà có thể thấy này. Đây có rất là nhiều khu này, mình có thể là vui chơi ở nhiều khu khác nhau này. Cả nhà ơi, trước mặt Nga là một cây mai rất là lớn nhá, cả nhà thấy không? Wow, đây những cây mai rất là đẹp này. Đây. Rồi bây giờ thì hãy cùng theo chân Nga để mình cùng khám phá công viên Tao Đàn này nó có gì đặc biệt không nha. Rồi theo như Nga thấy á, thì cái cây mai này là có giá nó tầm khoảng 1 tỷ đấy. Tại vì nó rất là lớn và những cái cành rất là đẹp. Nga thì Nga không có chuyên về cây cảnh hay là gì đó, nhưng mà Nga thấy cây này rất là đẹp nha nhá. Đây cả nhà thấy không? Trưng bày rất là nhiều loại cây nha, nhưng mà Nga thấy ở đây là Nga thấy mai rất là ấn tượng này, và những cây mai rất là đẹp. Đây là cây lan nhá, Nga nghĩ là cây này cũng phải lâu đời lắm rồi. Không biết là wow, cây này hình như là có trước rất là lâu rồi chứ không phải là từ lúc hội Hoa Xuân này mới có nha. Đây cả nhà thấy không? Cái cây lan này rất là đẹp. Nếu nhà nào mà trồng cây lan này chắc cũng phải mừng lắm nhỉ. Hình như bá cháy nha cả nhà, đẹp quá trời luôn. Đây thì năm nay Sài Gòn có rất là nhiều nơi là trưng bày hoa, là hội Hoa Xuân á. Nga có đi qua Phú Mỹ Hưng rồi và Nga có quay lại để chia sẻ cả nhà, thì mình có thể lên đó để mình xem nhé. Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng cũng rất là rực rỡ và rất là nhiều loài hoa và có nhiều nhãn hàng và tặng quà nha cả nhà. Và đó là có những cái con hẹ chú heo khổng lồ trưng bày và nó có rất nhiều sắc thái khác nhau. Đây như thế không? Cả nhà có thấy không? Ở phía trên giống như một cái tháp chăm á, tháp chăm thu nhỏ á, là mình có thể chụp hình selfie ở đó nhé, rất là đẹp nha. Có một lưới vườn lan.